Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. UAV sát thủ Nga bắn xuyên giáp, phá hủy kẻ săn mồi ở Ukraine. Video được công bố cho thấy xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất bị máy bay không người lái Lancet của Nga phá hủy tại Ukraine. Trang tin quân sự Aviapro ngày 6 tháng 10 đã đăng tải video ghi lại cuộc tấn công do máy bay không người lái UAV Lancet của Nga thực hiện nhằm vào một xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất và chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Aviapro, trong quá trình xảy ra sự cố, tổ lái xe tăng Ukraine đã mất phương hướng, tạo cơ hội cho đối phương tấn công phương tiện chiến đấu này bằng máy bay không người lái. Hình ảnh từ video cho thấy xe tăng Ukraine dù được bảo vệ tốt nhưng vẫn bị hư hỏng nặng sau cuộc tấn công của Nga. UAV Lancet được chế tạo để thực hiện nhiệm vụ chính là trinh sát. Tuy nhiên, máy bay không người lái này cũng có khả năng tấn công cảm tử, đặc biệt trước mục tiêu có giá trị cao như hệ thống tên lửa đối phương. Lancet được trang bị các cảm biến và camera tiên tiến, mang lại cho người điều khiển góc nhìn toàn cảnh về chiến trường, cho phép xác định mục tiêu và tập kích hiệu quả. Lancet hoạt động theo cơ chế mang thuốc nổ, bay lơ lửng trên không trung và liên tục tìm kiếm mục tiêu. Khi mục tiêu được xác nhận, UAV sẽ tấn công cảm tử như cơ chế của một tên lửa không đối đất. UAV này được đặt tên là Lancet, tức là dao mổ, vì khả năng tấn công mục tiêu chính xác cao như một cuộc phẫu thuật. UAV Lancet của nhà thầu Zala Aero được trang bị một số hệ thống định vị mục tiêu dựa trên tọa độ, quang điện tử. UAV này có kênh liên lạc đặc biệt để truyền hình ảnh các mục tiêu và xác nhận việc phá hủy chúng thành công. Lancet có tốc độ khoảng 110 km/h, khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 3 kg, cùng với việc được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh. Lancet được nhận định là có thể gây ra thiệt hại lớn với các trang thiết bị quân sự của đối phương. Lancet có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 40 km và có trọng lượng cất cánh tối đa 12 km gồm cả thuốc nổ. Trước cuộc phản công rầm rộ của Ukraine diễn ra từ đầu tháng 6, Đức đã cung cấp cho quân đội Ukraine các xe tăng Leopard 1A5 và các xe tăng Leopard 2A6 hiện đại cùng với 40 xe Marder. Đây là một phần trong chiến dịch viện trợ quân sự quy mô lớn của phương Tây. Theo Forbes, Leopard 2A6 có thể được xem là một trong những xe tăng tốt nhất của Ukraine. Chúng tiên tiến hơn các mẫu xe tăng Leopard đời cũ đã được phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ưu điểm lớn nhất của xe tăng này so với phương tiện của Nga là hệ thống quang học, bao gồm thiết bị nhìn đêm, ảnh nhiệt có thể phát hiện đối phương từ xa, ngay cả trong bóng tối hoàn toàn. Leopard 2 được xem là một trong những khí tài sở hữu hệ thống quang học tốt nhất mà Ukraine đang triển khai. Nhờ thiết bị ảnh nhiệt hiện đại, Leopard 2 có thể bắn trúng mục tiêu từ tầm xa với độ chính xác rất cao. Tuy nhiên, một vấn đề là Ukraine chỉ nhận được số lượng hạn chế xe tăng Leopard được trang bị khả năng nhìn đêm. Ukraine đã được cấp 21 xe 2A6 từ các đồng minh và không được viện trợ thêm nữa trong tương lai gần. Họ sẽ chỉ nhận được các mẫu Leopard đời cũ hơn. Vì sao Nga khó làm tê liệt huyết mạch chiến đấu của Ukraine? Chuyên gia nhận định Nga đang nhắm vào tuyến đường sắt của Ukraine, xương sống của hoạt động hậu cần, mang lại năng lực chiến đấu cho Kiev, nhưng đây không phải là mục tiêu dễ dàng. Theo Forbes, vụ tấn công của Nga cuối tháng trước vào đoàn tàu Ukraine chở theo thiết bị quân sự đã thu hút sự chú ý của giới quan sát khi chiến sự với Moscow bước sang tháng thứ 20. Ukraine là quốc gia hoàn toàn phụ thuộc vào công ty đường sắt quốc gia để vận chuyển, bao gồm cả vận chuyển quân nhân và thiết bị. Việc Nga tấn công dồn dập vào hệ thống đường sắt của Ukraine có thể làm tê liệt nỗ lực chiến đấu của Kiev vì nó có thể sẽ làm gián đoạn hoạt động hậu cần thiết yếu của Kiev. Ukraine là một quốc gia tương đối bằng phẳng với hệ thống đường sắt trải dài tới khắp nơi. Đây được xem là một lợi thế lớn về mặt quân sự giúp Ukraine dễ dàng di chuyển vũ khí phương Tây viện trợ cho các lực lượng ở tiền tuyến. Nga đã nhiều lần cảnh báo sẽ coi các lô vũ khí phương Tây là mục tiêu hợp lệ để phá hủy. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố các vụ tấn công nhằm vào hệ thống đường sắt Ukraine để làm gián đoạn nỗ lực viện trợ vũ khí từ Mỹ và đồng minh. Nga thường sử dụng vũ khí có tầm chính xác cao phá hủy cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine và vụ tấn công bên ngoài Zaporizhia vào cuối tháng trước không phải là ngoại lệ. Theo Forbes, việc phá hủy hoàn toàn hệ thống đường sắt của Ukraine không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Nga trong thời gian qua đã nỗ lực loại bỏ mạng lưới hậu cần của Kiev, nhưng đây rõ ràng là mục tiêu quy mô lớn. Mạng lưới đường sắt của Ukraine dài 24.000 km, lớn thứ 3 ở châu Âu. Ukraine sở hữu 2.000 đầu kéo để vận chuyển 90.000 toa tàu chở khách, chở hàng ở 1.500 ga. Vì vậy mà số lượng mục tiêu mà Nga phải nhắm vào là rất lớn, dù Moscow chỉ chọn lọc để tấn công vào các nút quan trọng, đặc biệt là các mục tiêu có thể di chuyển. Nga bắt đầu nhằm mục tiêu vào công ty đường sắt quốc gia vào năm ngoái sau khi rút quân khỏi khu vực quanh thủ đô Kiev. Theo Vladimir Rogov, quan chức thân Nga ở Zaporizhia, các mạng lưới đường sắt ở khu vực này có tầm quan trọng chiến lược cho khả năng của Ukraine trong việc tái triển khai lực lượng.
Tuy nhiên, các vệ tinh do thám của Nga không thể theo dõi sự di chuyển của hàng nghìn đoàn tàu cùng lúc, ngay cả khi các đoàn tàu tập trung chở một lượng lớn quân nhân Kiev. Theo Viện Rusi của Anh, vào tháng 3 năm 2022, các đoàn tàu Ukraine đã di chuyển 3 đến 4 lữ đoàn mỗi ngày mà vệ tinh của Nga không phát hiện ra. Ngay cả khi người Nga theo dõi được hướng đi của các đoàn, thì lực lượng không quân Ukraine vẫn đang triển khai thêm các hệ thống phòng không mới do phương Tây sản xuất trên các nút giao thông đường sắt quan trọng nhất. Mặt khác, công ty đường sắt quốc gia Ukraine có khả năng sửa chữa nhanh chóng khi bị Nga tấn công cơ sở hạ tầng đường sắt. Nhà máy sửa chữa, toa xe điện Kiev đang hoạt động với công suất 140% để sửa chữa đường ray, cầu, đầu tàu và toa tàu bị hư hỏng. Oleg Horovatsenko, giám đốc nhà máy vào tháng 8 cho biết, năm ngoái, chúng tôi đã sửa nhiều tàu hơn bất kỳ năm nào trước đó. Nỗi lo trước mùa đông chiến sự thứ hai của Ukraine. Tiến trình phản công chậm chạp của Ukraine trước Nga đã dẫn đến những lời chỉ trích về tính hiệu quả của các bài huấn luyện từ phương Tây, nhất là trong bối cảnh một mùa đông chiến sự khác đang cận kề. Tiến độ chậm chạp của cuộc phản công mà Ukraine phát động vào đầu tháng 6 đã dẫn đến những lời chỉ trích cho rằng quân đội nước này đã không áp dụng đúng các bài học mà họ nhận được từ phương Tây. Chiến thuật của phương Tây có vấn đề. Tuy nhiên, giới phân tích tỏ ra hoài nghi về những quan điểm trên. Tờ Business Insider cho rằng, vấn đề đằng sau bước tiến chậm chạp có thể không phải là do Ukraine mà chính là do chiến thuật của Mỹ và các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Dựa trên phân tích và thực tế, các lực lượng Nga đã dành nhiều tháng để xây dựng hệ thống phòng thủ dọc theo các chiến tuyến, sử dụng cách tiếp cận lâu dài và hiệu quả từ thời Liên Xô, đồng thời điều chỉnh các chiến thuật mới, chẳng hạn như là đặt các bãi mìn lớn với mật độ dài hơn. Quan điểm cho rằng quân đội Ukraine có thể sao chép các chiến thuật kiểu phương Tây sau vài tuần huấn luyện và loại bỏ lối chỉ huy và kiểm soát theo kiểu Liên Xô trong nhiều thập niên luôn là một mục tiêu xa vời. Theo Business Insider, học một kiểu chiến đấu mới đã đủ khó khăn trong thời bình, chưa nói đến việc Kiev đang phải chống lại một trong những lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới. Việc đào tạo của phương Tây dù không tệ trong các kỹ năng cơ bản, song dường như là không phù hợp với tình hình giao tranh ở Ukraine. Đặc biệt là các bài huấn luyện của NATO dành cho Ukraine không bao gồm cách đối phó với các chướng ngại vật như chiến hào, bãi mìn, dây thép gai, hào chống tăng, giang rồng. Đây chính là yếu tố đã cản trở Ukraine xâm nhập tuyến phòng thủ kiên cố đầu tiên và nguy hiểm nhất của Nga, dẫn đến những tổn thất về người nặng nề. Thêm một vấn đề nữa là vào những ngày đầu của cuộc phản công, các đơn vị tấn công của Ukraine đã đi theo phong cách NATO. Trong đó, các đoàn xe được hỗ trợ bằng xe tăng Leopard của Đức và xe bọc thép chở quân Bradley do Mỹ sản xuất. Khi đó, đoàn xe được kỳ vọng là sẽ nhanh chóng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga và tiến sâu vào trong. Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn ngược lại khi các phương tiện bị kẹt chặt trong các bãi mìn và lập tức bị pháo binh và trực thăng tấn công của Nga tiêu diệt. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng Ukraine thiếu trang thiết bị để thực hiện đúng học thuyết phương Tây. Tuy nhiên, ngay cả quân đội phương Tây có thể cũng sẽ gặp khó khăn nếu muốn hỗ trợ Ukraine thực hành đúng theo học thuyết đó và những điều kiện như vậy, bởi các nước này cũng đang chật vật để bổ sung kho vũ khí dự trữ. Mùa đông chiến sự thứ hai của Ukraine. Trong khi đó, đài CNN đưa tin Ukraine sẽ sớm phải đối mặt với một mùa đông thứ hai trong cuộc xung đột. Dự đoán, các chiến dịch táo bạo mang lại kết quả thắng lớn ở Kharkiv và Kherson vào một năm trước dường như là ký ức xa vời. Theo CNN, Ukraine vẫn đang thiếu sức mạnh không quân và hoạt động tấn công sẽ bị gián đoạn do thời tiết xấu đi. Do đó, Nga có thể phát động một chiến dịch khác nhằm làm tê liệt cơ sở hạ tầng và năng lượng của Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng tăng ngân sách quốc phòng cho một năm tới, với mức cao hơn năm nay đến 70%. Tuy nhiên, Ukraine vẫn còn cơ hội bởi lực lượng nước này đang dần thích nghi sau nhiều tháng phản công ì ạch. Trao đổi với CNN, tướng Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy mũi phản công của Ukraine ở mặt trận phía Nam cho biết, cả nước này và Nga đều không sử dụng các đại đội, tiểu đoàn hay lữ đoàn mà chỉ dùng các đội xung kích với khoảng 10 đến 15 quân nhân trên một nhóm. Kiểu tác chiến này sẽ ít bị ảnh hưởng bởi bùn lầy và sương mù của những tháng mùa đông. Thời tiết có thể là trở ngại nghiêm trọng trong quá trình tiến quân. Tuy nhiên, xem xét cách chúng tôi tiến về phía trước và chúng tôi chủ yếu tiến lên mà không sử dụng các phương tiện, tôi không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến giai đoạn phản công đó. Ông Tarnavsky nói thêm, bên cạnh đó, Ukraine cũng đang tận dụng nguồn cung pháo tầm xa của phương Tây, cả ở phía Nam và phía Đông. Thời gian gần đây, Kiev đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tầm xa nhằm vào các trung tâm quân sự của Nga để phá hủy kho vũ khí và thiết bị hậu cần của nước này. Ukraine muốn phương Tây viện trợ tên lửa mạnh như Kali và KH-101 của Nga.
Màn trình diễn ấn tượng của Kali và KH-101 trên chiến trường đang khiến cho giới chức quân sự Ukraine phải ghen tị và yêu cầu phương Tây viện trợ vũ khí tương tự. Các nước NATO tiếp tục cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí ngày càng tối tân và nguy hiểm hơn. Nhưng Ukraine vẫn muốn phương Tây viện trợ các loại tên lửa hành trình tương tự như Kali và KH-101 của Nga. Đặc điểm của loại tên lửa trên là gì và tại sao quân đội Ukraine muốn có chúng? Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, phương Tây đã viện trợ cho Kiev gần 100 tỷ đô la Mỹ để mua sắm nhiều vũ khí, khí tải như pháo binh, hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS và tên lửa hành trình. Nhưng quân đội Ukraine vẫn muốn được sở hữu các loại tên lửa hành trình tầm siêu xa của NATO, tương đương của Nga. Chúng tôi muốn có một loại tương tự như Kali và KH-101 của Nga, một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói với giới truyền thông Anh. Quan chức này cho rằng tốc độ, khả năng cơ động và đặc điểm tàng hình của vũ khí Nga rất khó bị đánh chặn, đồng thời nhấn mạnh rằng Kiev sẵn sàng sử dụng vũ khí tấn công tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Tên lửa hành trình Kali. Kali là tên gọi cho lớp tên lửa hành trình phóng từ mặt đất của Nga, có khả năng chống hạm, chống tàu ngầm, tấn công mặt đất, tàu ngầm, tàu chiến. Kali có tầm hoạt động từ 220 đến 4.500 km, mang theo trọng tải từ 400 đến 500 kg chất nổ mạnh hoặc vũ khí hạt nhân. Quá trình phát triển Kali bắt đầu vào những năm 1980 khi quân đội Liên Xô giao nhiệm vụ cho phòng thiết kế Novator, có trụ sở tại Vostolov, nay là một phần của tập đoàn Amas Antey, tạo ra một phiên bản phi hạt nhân mới của tên lửa hành trình chiến lược KS-122. Kali xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên tại một triển lãm quân sự vào năm 1993, nhưng việc đưa nó vào quân đội Nga bị chậm lại do sự sụp đổ của Liên Xô và việc cắt giảm chi tiêu quân sự. Ưu điểm chính của tên lửa là được thiết kế kiểu mô-đun, khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau và có thể được phóng bởi nhiều phương tiện chiến đấu cả trên biển và trên không. Ngoài ra, tên lửa còn có tốc độ và tầm bay ấn tượng. Những điều này đã giúp cho Kali tiếp tục được tin dùng trong thời kỳ chuyển tiếp hậu Xô Viết. Kali được triển khai hoạt động đầu tiên vào năm 2015, khi Hải quân Nga phóng các tên lửa này từ các tàu hộ tống nhỏ ở biển Caspian và các tàu chiến hạng nặng, tàu ngầm ở Địa Trung Hải tấn công lực lượng khủng bố Syria. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt này, Nga đã bắn hàng chục quả tên lửa Kali nhắm vào các điểm chỉ huy, căn cứ không quân và hệ thống phòng không, các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine. Các nhà quan sát quân sự Nga đánh giá Kali là một trong những loại tên lửa tầm xa hiệu quả nhất được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Với hệ thống dẫn đường quán tính tự động, khả năng chống nhiễu, bám sát mặt đất khi bay và khả năng tăng tốc trong quá trình bay, Kali có đủ khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương và bắn trúng các mục tiêu một cách dễ dàng. Tên lửa tương tự Kali của NATO. Loại tên lửa tương tự được NATO sản xuất hàng loạt gần nhất với Kali là Tomahawk, tên lửa hành trình cận âm tầm xa của Mỹ. Nó có thể hoạt động trong mọi thời tiết, được giới thiệu vào những năm 1980 và có nhiều biến thể. Tên lửa này có thể được trang bị đầu đạn thông thường nặng 450 kg hoặc đầu đạn hạt nhân W-80 có tầm hoạt động từ 460 đến 2.500 km. Trong khi Nga xuất khẩu các biến thể của Kali tới ít nhất 4 quốc gia, Algeria, Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, thì Washington đã hạn chế nghiêm ngặt việc cung cấp Tomahawk cho các đồng minh, cho đến nay chỉ xuất khẩu nó sang Anh. Tuy vậy, Tomahawk có một số nhược điểm như là tốc độ bay cận âm ổn định, dễ bị phòng không đối phương phát hiện tấn công, phạm vi tầm bắn ngắn, độ chính xác không cao, được chứng minh ở Iraq vào năm 2003 khi có tới 30 chiếc Tomahawk bị lực lượng phòng không Iraq bắn hạ, và ở Syria vào năm 2017 và 2018, hơn một nửa số tên lửa phóng không trúng mục tiêu. Nhà sử học quân sự Nga Yuri Kutunov, giám đốc bảo tàng phòng không ở khu vực Moscow cho biết, đặc điểm tốc độ của Kali và đặc biệt là khả năng thay đổi tốc độ trong khi bay khiến nó nổi bật khi so sánh với các tên lửa tương tự của NATO. Kutunov nói với Sputnik, Tomahawk có thể có tốc độ bay tương đối ổn định, trong khi đó Kali có thể bay về tốc độ bay trong quá trình bay. Theo chuyên gia, Kali cũng được trang bị các thuật toán hiện đại, được thiết kế đặc biệt để đối phó và né tránh các hệ thống phòng không, với những khả năng này mang lại cho tên lửa lợi thế khá lớn. Những tên lửa này không dễ bị các hệ thống phòng không và tên lửa của Ukraine tấn công, đó là điều quan trọng nhất. Kutunov nhấn mạnh, đồng thời chỉ ra rằng Kali liên tục được sửa đổi với biến thể mới đầu đạn nặng 1 tấn. Các đặc tính tốc độ, độ chính xác được cải thiện trong quá trình sản xuất. Tên lửa KH-101. KH-101 là một tên lửa hành trình chiến lược tầm xa do Cục Thiết kế Raduga phát triển, được đưa vào trang bị cho quân đội Nga từ năm 2013.
KH-101 có khả năng bay xa tới 5.500 km, đầu đạn nặng 400 kg ở biến thể thông thường và đầu đạn có sức công phá 250 kiloton đến 1 megaton ở chế độ hạt nhân. KH-101 được phóng từ phi đội máy bay ném bom chiến lược như Tupolev Tu-95, Tupolev Tu-160 Thiên Nga Trắng và máy bay ném bom chiến đấu tầm trung siêu thanh Sukhoi Su-34. Tầm bắn của tên lửa Nga vượt trội hơn nhiều so với các loại tên lửa hành trình hiện có trên thế giới. Chỉ có tên lửa hành trình tiên tiến AGM-129 của Mỹ với tầm bắn lên tới 3.700 km có thể so sánh. AGM-129 được giới thiệu vào năm 1990, được vận chuyển bởi máy bay ném bom B-52H Stentor Fortress. Hiện không quân Mỹ đã cho ngừng hoạt động loại tên lửa này do các vấn đề về độ tin cậy và chi phí bảo trì cao. Tên lửa KH-101 lần đầu tiên được triển khai ở Syria trong giai đoạn từ 2015 đến 2017, tấn công vào các trại lính và trung tâm chỉ huy của khủng bố. Kể từ năm 2022, một số ít tên lửa được triển khai để tấn công các mục tiêu chiến lược phía sau tiền tuyến ở Ukraine. KH-101 được trang bị công nghệ giảm tín hiệu radar, hệ thống dẫn đường quán tính, hiệu chỉnh quang điện tử và đầu dẫn đường được sử dụng cho giai đoạn cuối của chuyến bay để giảm hiệu quả gây nhiễu. Quỹ đạo của KH-101 có thể được điều chỉnh giữa chuyến bay. Tầm hoạt động của tên lửa hành trình như Kali và KH-101 đã khiến cho các quan chức Nga nhấn mạnh rằng với khả năng tấn công tầm xa từ những loại tên lửa như vậy, nên Nga không phải bắt chước chiến lược giải rác các căn cứ quân sự trên khắp thế giới như Mỹ và NATO. Tại sao chúng ta cần một căn cứ cố định? Tổng thống Putin nói vào năm 2015, bình luận về các hoạt động của Nga ở Syria. Ông nói, nếu chúng tôi cần tiếp cận ai đó thì chúng tôi có thể làm như vậy mà không cần có căn cứ.